tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu Chuyện do nhóm đạo hữu tại Facebook Góc Chuyện Biên Dịch Hiệu đính bởi Có Lẽ Tôi Yêu Em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên Các bạn thân mến, trong tập trước của bộ truyện Trường Sinh thì nhân vật chính của chúng ta đã thành công chữa độc cho cổ diễn và giúp cho vị cao nhân Thái Huyền này lấy được lại thần trí sau hơn nhiều năm điên dại Tất nhiên cái giá phải trả là không nhỏ khi cổ diễn là chỉ còn sống được hơn một tháng. Không biết là trước khi chết cổ diễn sẽ làm được những điều gì. Nhưng chúng ta phải nhớ là mọi nhân vật phụ trong chuyện của phong ngự kiểu thu đều có khả năng có chi tiết ẩn. Trong khi đây lại là một vị cao thủ. Quay trở lại với chàng tỷ võ của triều đình thì phương thức thi đấu hiện nay đã được tiết lộ. Cứ thắng là vào được phòng sau và sẽ được ban chức quan tương ứng đứng đầu sẽ là Võ Trạng Nguyên Đây là thách thức không nhỏ với Trường Sinh bởi thực tế là tuổi còn trẻ Kinh nghiệm của Trường Sinh thì chưa nhiều Công lực đối với các đối thủ trong đồng bảng cũng không vượt trội Vừa tham gia tỷ võ chọn rể Đồng thời lại tham gia tỷ võ của Triều Đình Thì liệu Trường Sinh có qua ải một cách dễ dàng các bạn hãy cùng theo dõi tập 33 của bộ truyện Trường Sinh và đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Trường sinh, chương 121 Đầu to người lùn Dương Khai có thể nhìn ra trường sinh có tâm sự Nhưng trường sinh không nói Hắn cũng không tiện tiếp tục truy vấn Đợi đến lúc Dương Khai xem hết hoàng bạc Trường sinh nói ra Dương Đại Ca Long Hồ Sơn thuộc Giang Nam Tây Đạo Các người Thành Vân Sơn Tại Kiếm Nam Đạo Chúng ta chia nhau đi lấy số hiệu Sau đó trở lại đây hội hợp Dương Khai gật đầu đáp ứng Hai người chia nhau Hướng bất đồng tròi hóng mát Cầm lấy số hiệu Hôm nay là ngày đầu tiên Dán hoàng bảng 15 tòa tròi hóng mát bên ngoài Đều sắp xếp một hàng rất dài Người trong giang hồ không thể so với quân ngũ binh sĩ đội ngũ đã sắp xếp siêu siêu vẹo vẹo ngổn ngang lộn xộn thỉnh thoảng còn có người chen ngang dẫn tới người khác bất mãn chửi rủa ngay tại lúc trường sinh đứng vào đội ngũ không lâu đột nhiên phát hiện ở bên có người nói chuyện tiểu đạo trưởng trường sinh xung quanh không có mặt khác đạo nhân nghe được có người nói chuyện trường sinh liền quay đầu nhìn quanh lại phát hiện người xung quanh không có cùng hắn nói chuyện. Lần nữa cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy người vừa nói. Người này thân cao chẳng qua ba thước, tứ chi ngắn nhỏ, đầu to lớn, dĩ nhiên là một cái người lùn. Vị người lùn này cũng chỉ là lớn lên nhưng hình dáng nhỏ, tuổi tác lại không nhỏ. Có khoảng trên dưới 20, trên mặt mang nụ cười, có vẻ như đang rất vui mừng thấy vị người luồn kia Cũng mặc trang phục võ nhân Trường sinh mở miệng hỏi Vị nhân huynh này Có chuyện gì sao Người luồn tùy thân mang theo một cái bao phục Chẳng qua Người khác bao phục đều vác sau lưng Hắn bao phục nhưng lại để ở trước ngực Vị người luồn từ trong bao quần áo Lấy ra một cái sổ Lớn bằng lòng bàn tay Xếp đưa tới Tiểu đạo trưởng đây là hoàng bảng bản dập Hoàng bảng nguyên văn đều ở trong đó Hơn một 000 môn phái trong giang hồ Cũng được đề cập trong này Trường sinh tiện tay tiếp nhận Mở ra xem xét Đúng như lời nói của người lùn kia Quyền sổ nhỏ này Chính là hoàng bảng phiên bản thu nhỏ Nội dung bên trên hoàng bảng Được ghi chép nguyên si vào bên trong Chẳng qua cái sổ này không phải là viết tay Mà là thác ấn Mực in mùi rất là nặng Một lượng Chỉ một lượng bạc một phần Người lùn cười nói Người đây cũng quá đắt Liền mấy tờ giấy Không đáng một lượng bạc Trường sinh đem quyển sổ nhỏ đưa trở về Người lùn vội vàng khoát tay Không hề đắt đâu tiểu đạo trưởng Ta đêm qua canh ba liền chờ ở đây Sau khi hoàng bảng dán ra Ta lại từng chữ sao chép Còn phải tìm người khác Khắc bản thác ấn Ta kiếm tiền là cực khổ Mua đi, giữ ở bên người Những môn phái trong giang hồ đều được ghi chép trong đó Có lẽ ngày nào đó người sẽ phải dùng tới Trong đội ngũ những người khác cũng nghe được lời của người lùn Liền có mấy người trả tiền ra mua Trường sinh cũng cảm giác quyển sổ nhỏ này có ích Cũng lấy bạc ra mua lấy một phần Người lùn vui mừng thu tiền Rồi nói chư vị đại gia Ta là đầu to liền ở tại thành nam khách sạn Nếu như chư vị có chuyện gì không tiện Tự mình ra mặt Có thể tiến đến tìm ta Chân chạy đưa tin Người đến kẻ đi Chuyện vụn vặt sự tình Ta đều làm được Chỉ cần cho phí cực khổ liền tốt Người lùn nói xong Cũng hướng đội ngũ phía trước đi Tròi hóng mát phụ cận Có binh sĩ duy trì trật tự Thấy hắn chào hàng kiếm lời Hư mất trật tự Liền lớn tiếng quát lớn Đuổi hắn rời khỏi Vị người luôn kia gật đầu cười làm lành Lại thừa cơ bán được mấy phần Sau đó tranh thủ Trước khi binh sĩ chạy tới Liền chạy đến một đội ngũ khác Xếp hàng một khắc Rốt cuộc đến phiên trường sinh tiến lên Báo danh rất đơn giản Chỉ cần báo lên tương ứng môn phái Sai dịch phụ trách ghi chép Sẽ ở trên danh sách Đánh dấu đồng bảng cùng chính bảng số hiệu không phải là cùng một chỗ lần này chỉ phát đồng bảng số hiệu cũng không phải là từ trước đến sau con số mà là vào trận tấm bảng tất cả tấm bảng đều đồng dạng là bảng gỗ hình chữ nhật phía trên có vũ cử hai chữ thứ này không có tác dụng quá lớn cũng không ai sẽ đến tranh giành vì vậy các sai dịch vẫn chỉ là đóng dấu cấp cho cũng không hỏi thăm kiểm tra lấy được tấm bảng Trường sinh liền hướng dương khai Chỗ kiếm nam đạo đi Vừa đúng lúc gặp được người lùn kia Bị binh sĩ từ kiếm nam đạo bên trong đuổi ra Vị người lùn kia một bên cười đùa tí tửng Hướng binh sĩ chịu tội Một bên thừa cơ móc ra một phần nhỏ sổ xếp Ném vào cho người mua hàng đã trả tiền Nhân huynh Giống như ngươi chạy loạn như vậy Sớm muộn cũng bị bọn họ bắt lại Trường sinh cười nói người luồn nhận ra trường sinh đã mua qua đồ vật của hắn đối với hắn liền đặc biệt hữu hảo sẽ không đâu người nào sẽ làm khó một cái cao ba thước rưỡi tiểu đạo trưởng ta là đầu to liền ở tại thành nam khách sạn ngày có cái gì sai khiến cứ việc tìm ta ba thước rưỡi là thế nhân đối với người luồn tục sưng vị người luồn kia tự sưng ba thước rưỡi đúng là tự dễu thì hắn nói không phải là khẩu âm trường an trường sinh thuận miệng hỏi người cũng là phụng chỉ tới tỷ võ hay sao đúng vậy ta là thiên tàn môn đương nhiệm môn chủ thuộc hà đông đạo người lùn nói ra thiên tàn môn trường sinh đối với danh tự này có chút lạ lẫm là một môn phái nhỏ làm khó triều đình vậy mà nhớ được chúng ta người lùn cười nói nhân huynh tham gia chính là đồng bảng hay là chính bảng Trường sinh lại hỏi Kỳ thực ta đã 25 Theo lý tham gia chính bảng Nhưng chính bảng toàn bộ là cao thủ Ta đánh bọn họ không được Còn là tham gia đồng bảng Có lẽ còn có thể được chút ít ngân lượng Người luồn cười nói Cái này chỉ phong chức quan Lại không thưởng ngân lượng Trường sinh nói ra Người luồn một bên sửa sang lại trong bao quần áo Xếp lại các cuốn sổ nhỏ, một bên thuận miệng nói ra. Ta biết rõ, nhưng ta trời sinh tàn tật, giống như ta bộ dáng như vậy, triều đình phong ta làm quan, chẳng phải là có nhục quan thể. Nhưng ta nếu là thắng, bọn họ muốn đuổi ta đi, trung quy cũng phải cho ta một cái thuyết pháp. Trường sinh đối với vị người lùn này ấn tượng rất tốt, liền mở miệng cười nói. Ha ha, nhân huynh chúc người trên bảng có danh Hà hà Cũng chúc tiểu đạo trưởng Danh liệt tam giáp Người lùn nói xong Ôm lấy bao phục hướng nơi khác đi Trong lúc hai người nói chuyện Dương Khai cũng đã lấy được một bài Hai người liền kết bạn rời khỏi Bởi vì không có việc gì gấp Trưởng sinh cùng Dương Khai Từ trong thành đi dạo Trưởng An vốn là phồn hoa Lại thêm triều đình Triệu tập thiên hạ võ nhân Tề tụ tỷ võ trong thành càng là nó nhiệt vô cùng. Hầu như tất cả khách sạn đều được lấp đầy. Trên đường cái khắp nơi đều là muôn hình muôn vẻ người trong giang hồ. Rất nhiều người trong giang hồ ở nơi xa xôi biên thùy chẳng những quần áo hình dạng cùng trung thổ không giống nhau, tọa kỵ cũng là đủ loại. Có kẻ dùng lộc làm ngựa, có kẻ dùng hổ làm ngựa, cũng có kẻ dùng trâu làm ngựa. Chẳng qua loại châu này cùng trung thổ châu là không giống nhau. Sừng không phải là lớn trên đỉnh đầu, mà là sinh trưởng ở trên mũi. Trường sinh hỏi qua, người qua đường mới biết được, đấy chính là tê giác. Bởi vì là lúc giờ cơm, chẳng những khách sạn tiểu quán, bên trong ngồi đầy người. Liền bên đường quầy hàng cũng có không ít thực khách. Trường sinh liền tuyển ra một cái quán nhỏ, thỉnh Dương Khai ăn cơm. Dương Khai tính tình rất là cô tịch Không giống trường sinh như vậy đối với cái gì cũng tò mò Cũng không nhìn xung quanh Chỉ là cúi đầu ăn cơm Trường sinh còn nhỏ Còn không thông chuyện nam nữ Bất quá Đối với nữ tử ngoại tộc qua lại Hắn vẫn có chút hiếu kỳ Nữ tử ngoại tộc Cao to hơn so với trung thổ nữ tử Có chút còn là Tóc vàng mắt xanh Tóc đỏ cũng có cũng không thể nói là đẹp mắt nhưng ít ra là không khó nhìn chẳng qua cũng có ngoại lệ có một cái nữ tử ở ngoại tộc trên vai có vác lấy một cái vại đi ngang qua thân cao bảy thước có thừa màu da ngăm đen rơi vào đống than hẳn là cũng không tìm ra được toàn thân liền hàm răng là trắng đây may mắn là ban ngày nếu như buổi tối gặp phải sợ là muốn niệm chú họa phù ngay tại lúc trường sinh hiếu kỳ quan sát đột nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc là vị người lùn trước kia gặp phải vị người lùn này mới từ trong một tiệm bạc đi ra bao phục đã bẹp có vẻ như đống sổ xếp trước đó đã bán xong bên đường có bán bánh nướng một đồng tiền một cái vị người lùn kia lấy ra một đồng tiền thương lượng nghĩ muốn mua hai cái, chủ tiệm không bán, mắt thấy lò bên có cái bánh cháy, người lùn liền dùng một đồng tiền mua hai cái bánh cháy, một cái nhét vào bao phục, một cái thì cầm trên tay gặm nhai. Trứng sinh trước đó đã từng xem qua người lùn bán được không ít ngân lượng, lần này thấy hắn tiết kiệm như thế, trong lòng hiếu kỳ liền gọi hắn ngừng lại, thỉnh hắn ăn cơm. Người lùn kia miệng tuy nói khách khí nhưng vẫn chạy qua trường sinh cho hắn mang tới băng ghế lại để cho chủ quán cho hắn bưng lên một chén canh thịt đã ngồi xuống như thế cũng nên lẫn nhau báo tính danh trường sinh tốt xấu còn có danh tự cái vị người lùn này so với hắn còn thảm hơn liền cái danh tự đều không có chỉ biết rõ bản thân kêu đầu to đây nhất định không phải là danh tự chỉ là người khác cho hắn đặt lên ngoại hiệu thiên tàn môn là một môn phái nhỏ bang chúng đều là người tàn tật bởi vì thường xuyên bên đường ăn xin đoạt sinh ý của cái bang mấy năm trước thiên tàn môn bị cái bang tả hộ pháp công tôn thờ uy dẫn người tiêu diệt lão môn chủ cũng bị đánh chết chẳng qua đầu to cũng không có nghĩ qua vì môn chủ báo thù bởi vì môn chủ khi còn tại thế Đối với hắn cũng không tốt. Hắn võ công cũng không phải là lão môn chủ dạy, mà là cha vợ của hắn dạy. Biết được hắn còn có cha vợ, Trừng Sinh càng thêm hiếu kỳ, hỏi thăm mới biết được Đầu To đã thành thân, chẳng những có được một cái lão bà như hoa như ngọc, còn có một cái nhi tử thông minh lanh lợi. Đầu To có vẻ như vội vàng đi làm gì đó, liền uống canh thịt Gặm nốt bánh nướng rồi đứng dậy cáo từ Đa tạ tiểu đạo trưởng Có cái gì ta có thể làm Ngươi liền đi thành nam khách sạn tìm ta Ta sẽ không thu tiền bạc của ngươi Đa tạ trưởng sinh cười nói Đầu to xoay người muốn đi Đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện Đúng rồi Tề quốc công nghe chắc. Đang vì nữ nhi tỉ võ trọn rể Nhị vị tuần tú lịch sự Không ngại qua thử thời vận nghe ra phú khả địch quốc Nếu có thể thành công ở rể Chẳng những có được mỹ nhân Còn có được mấy đời tiêu dùng không hết tiền tài Người tin tức cũng linh thông Trường sinh thuận miệng nói ra Cũng không tính là linh thông Đầu to đưa tay chỉ hướng đông nam Nghe phủ bố cáo giờ thìn liền dán đi ra Ngày tỷ võ liền được xác định Tiến hành trước một ngày so với tỷ võ của triều đình giờ mão sơ khắc liền bắt đầu Trước giờ dậu sẽ kết thúc Bố cáo đã dán rồi à Trường sinh nhú mày Đầu to không rõ ràng cho lắm Liền gật đầu Đúng vậy Tuổi chỉ cần trí học Thanh niên tài tuấn đều có thể tham gia Nghe được lời của đầu to Trường sinh nhạy gật đầu Trí học là 15 Nhi lập là 30 Lúc này đã là thu Hắn có thể tính là khoảng 15 tuổi Quy tắc này không phải là vì loại bỏ hắn mà thiết lập đầu to lại nói chẳng qua nghe ra tỷ võ chọn rể cùng triều đình vũ cử là bất đồng chính là luân chiến đánh lôi đài chẳng những cần võ nghệ cao cường linh khí tu vi cũng phải tinh thuần thâm hậu mới được muốn biết rõ luân chiến tỷ võ linh khí tu vi không đủ có thể chống đỡ không đến cuối cùng đầu to cũng không biết nghe thần y tại long hồ sơn từng làm qua đạo sĩ Càng không biết hai người quan hệ Tiếp tục nói Chẳng qua các người cũng không cần chống đỡ đến cuối cùng Nghe già phú sát thiên hạ Sơ thắng được bạc trăm lượng Nhị thắng được 200 lượng Tam thắng được 400 lượng Nếu là tư thắng Đó chính là 800 lượng Hơn nữa phía trên không có giới hạn Ta đã cẩn thận tính qua Nếu có thể liên thắng 8 trận Chính là cuối cùng bị thua cũng có thể được vạn lượng bạc Thấy đầu to thèm thuồng hâm mộ Trường sinh thuận miệng nói ra Như thế trọng thưởng Nhân huynh không ngại lên đài thử một lần Ta ngược lại là muốn đi lên kiếm chút ít ngân lượng Nhưng người ta bố cáo viết rõ ràng Muốn thân hình đoan chính Sáng vẻ đường đường Đầu to cười nói Ta cao ba thước Nặng 60 Cũng không đủ tư cách Đầu to nói xong cười lớn rời đi. Trường sinh cùng đầu to nói chuyện, Dương Khai Thủy chung không mở miệng. Đợi đầu to rời khỏi, Dương Khai mới nói. Tỷ võ chọn rể, thế nhưng là nghe đạo trưởng. Trường sinh nhẹ gật đầu. Ngươi muốn đi? Dương Khai lại hỏi. Trường sinh nhíu mày nhìn Dương Khai một cái. Dương Khai rốt cuộc, không dùng ngài để xưng hô hắn. Ta sẽ cho ngươi đánh trước mấy trận, Dương Khai nói ra đến lúc đó lại nói trường sinh nói hắn nguyên bản còn nghĩ đi nghe phủ nhìn tình huống đầu to nói như vậy hắn cũng không cần trở lại nghe phủ mà dương khai vừa rồi đề nghị cũng gián tiếp nhắc nhở hắn dương khai có thể nghĩ đến phương pháp xử lý đối thủ tiềm ẩn nhất định cũng có thể nghĩ đến không có gì bất ngờ xảy ra đối phương sẽ triệu tập đại lượng cao thủ sẵn sàng đón quân địch đến lúc đó sẽ thay nhau vào sân hộ giá hộ tống, dọn sạch chướng ngại cho người muốn kết hôn với nghe thần y. Trường sinh, chương 122, Quang Minh hiện thân. Dương Khai lúc này cũng đã ăn xong, để đũa xuống mở miệng nói ra Trở về đi Trước khi tỷ võ Người cũng nên làm chút ít chuẩn bị Sư phụ trước khi chuẩn bị đi Đã đem Chu thiên thần công hoàn chỉnh khẩu quyết Truyền lại cho ta Ta cũng phải cần bắt chặt thời gian để luyện công Trường sinh gật đầu đồng ý Đứng dậy thanh toán Hai người đồng hành một đoạn Sau đó đều quay về chỗ ở Lúc này là buổi chiều giờ thân Trường sinh trở lại khách sạn Hỏi qua Lý Tông Nguyên Biết được Trương Mặc cũng không có trở về tìm hắn Vốn định đi lên lầu Suy nghĩ một chút lại thay đổi chú ý Cáo chi Lý Tông Nguyên Bản thân muốn cưỡi ngựa ra khỏi thành một chuyến Buổi tối Trước khi cổng thành đóng kín Nhất định sẽ trở về Sau đó mang theo hát công tử Từ Tây Môn xuất thành Trong thành Đại bộ phận đường phố đều có thể cưỡi ngựa chỉ là không thể phóng ngựa. Chẳng qua, Trường Sinh trong thành cũng không cưỡi ngựa mà là dẫn ngựa đi ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau đó mới cưỡi ngựa hướng tây đi. Hắn không định trước nơi đi. Lần này ra khỏi thành chỉ có hai mục đích. Một là sắt ngựa chạy rong hai là tìm nơi yên tĩnh luyện tập võ công. Tần thân lam nhạc linh khí, hắn còn chưa có thao tập diễn luyện triều đình tỷ võ sắp tới Người trong giang hồ ở xa tới Còn đang vụn vặt lẻ tẻ hướng Trường An Dọc đường thỉnh thoảng có thể chứng kiến Người trong giang hồ Quần áo bất đồng Trường sinh rục ngựa chạy như bay Hơn 10 dặm Quẹo vào ngã ba Sau đó lại hướng trong núi Đi hơn 10 dặm Cuối cùng Từ một chỗ địa thế tương đối cao rừng cây ngừng lại Từ chỗ cao Có thể cùi xuống nhìn bốn phía bảo đảm không có người theo dõi, giò ngó. Kỳ thực, bao quát võ công kỹ nghệ, sau khi học xong đều sẽ không dễ dàng quên đi. Nhưng thời gian dài không luyện tập, thế tất sẽ xảy ra sơ suất. Kỳ thực, mấy ngày này cũng không đủ để cho hắn võ công hoang phế. Nhưng trường sinh không dám lười biếng. Trước mắt địch tối ta sáng, hơn nữa thế cục dị thường phức tạp. Hắn nhất định cần phải bảo chứng bản thân tùy thời ở vào trạng thái tốt nhất. Hắn tự nghĩ ra võ công, dựa vào truy phong quỷ bộ làm cơ sở. Thường nhân luyện võ đều là hạ bàn sinh căn, mà hắn là phương pháp trái ngược. Dưới chân không có dễ, toàn thân là căn. Không quản tư thế gì, hắn cũng có thể bảo trì cân bằng cùng ung dung xuất thủ. Ngoài ra chính là nhanh, mặc dù cũng đã nhanh nhưng vẫn chưa đủ. Mà là phải muốn tốt hơn nhanh trong cầu nhanh nhanh rồi cần nhanh nữa cuối cùng đòn sát thủ chính là hỗn nguyên thần công bất kể là thuần dương linh khí hay là thuần âm linh khí cũng không phải là thường nhân có khả năng chống cự cùng chịu đựng đối với triều đình tỷ võ áp lực của hắn cũng không lớn áp lực lớn nhất lại chính là nghe ra tỷ võ chọn rể đánh lôi đài là mệt người nhất cũng may hắn có hỗn nguyên thần công Hỗn nguyên thần công đoạt được linh khí Cực chịu nổi tiêu hao Nhưng hiện tại vấn đề Chỉ là biết mình mà không biết kẻ khác Phải làm tốt xấu nhất ý định Hắn cũng không lo lắng võ công của mình Sẽ bị người nào nhìn ra kẽ hở Bởi vì sự tình phát sinh đêm đó Hắn cũng không tận suốt toàn lực Chứng kiến hắn thi triển võ công Những người kia cũng chỉ có thể biết được Động tác của hắn là rất nhanh cũng không chứng kiến quỷ mị bộ pháp cùng quỷ dị thủ đoạn công kích của hắn chỉ có đôi hồng y nam nữ tử cùng hắn đối chiến so chiêu nhưng trương mặc nói đúng không có bằng chứng hoài nghi cũng không được không có nỗi lo về sau trường sinh cũng không cần ở chỗ che đậy tỷ võ ngày đó có thể toàn lực ứng phó hắn sử dụng võ công cũng không có cố định chiêu thức chỉ có bốn loại tiêu chuẩn đó chính là đánh chết đánh tàn đánh thương đánh ngã hắn đọc thuộc lòng thiên kim dực phương mà lại luyện khí đi là đại chu thiên đường đi biết rõ quanh thân kinh mạch khí huyệt muốn đánh chết liền đánh liên quan tới tâm mạch trọng huyệt muốn đánh tàn phế liền đánh liên quan tới gân cốt đại huyệt muốn đánh thương liền muốn đánh liên lụy lục phủ ngũ tạng trung huyệt muốn đánh ngã thì chỉ cần đánh những cái bàng huyệt không quan trọng trước khi động thủ cần phải định ra muốn đánh tới trình độ nào chỉ có rõ ràng biết rõ tự mình nghĩ đạt tới mục đích gì sau khi động thủ mới có thể chuyên tâm thẳng tiến không lùi trọn vẹn trầm ngâm một nén nhang trường sinh mới bắt đầu thao tập diễn luyện hắn sở dĩ do dự lâu như vậy chính là bởi vì hắn một mực cân nhắc đánh tàn cùng đánh bị thương sâu trong nội tâm hắn cảm giác đánh thương là đủ lại lo lắng cho mình đối với đối thủ có nhân từ đối thủ cũng không đối với mình nương tay cuối cùng hắn vẫn quyết định hạ thủ nặng mặc dù không đánh tàn lại đánh thành trọng thương trực tiếp chấn nhiếp đối thủ gian trước ngừa sau trường sinh mặc dù không quá đồng ý Trần Lập Thu hỏa thiêu Bình Khang Phường, nhưng lại không thể không thừa nhận cử động của Trần Lập Thu quả thực làm ra hiệu quả chấn nhiếp. Bình Khang Phường bị thiêu hủy sau đó, cũng không xây dựng lại. Mặc dù không biết tội thần thê nữ đều bị đưa đi nơi nào, ít nhất các nàng cũng không bị bức lương vi sướng, ép gái nhà lành làm kỹ nữ. Tỷ võ chọn rể, trực tiếp hạ thủ nặng lên một cái liền trọng thương một cái khiêu khích đại giới càng nặng người dám khiêu khích lại càng ít nếu như khiêu khích cùng mạo phạm không cần phải trả giá thật nhiều cái gì amiêu a cầu đều sẽ dám đi lên kêu to hai tiếng từ hồng đậm thăng huyền tấn thân thành lam nhạt động huyền chính là chất biến đại tiến giai thần pháp nhanh hơn uy lực càng lớn linh khí khôi phục tốc độ cũng càng nhanh. Nhất là thuần âm cùng thuần dương linh khí. Toàn lực thôi phát, toàn lực thôi phát thuần âm linh khí. Toàn bộ thân cây cũng sẽ trong nháy mắt nhận lên một tầng dày đặc xương lạnh. So sánh với thuần dương linh khí, hắn càng ưa thích thúc dục thuần âm linh khí. Cũng không phải thuần âm linh khí uy lực càng lớn, mà là đem đối thủ đông cứng sau đó đối thủ còn có thể khôi phục Mà thuần dương linh khí tương đương với nhiệt độ cao tổn thương Một khi thúc dục sẽ khiến cho đối thủ nhận lấy không thể hồi nghịch trọng thương Dùng động huyền lam nhạt linh khí thúc dục thuần âm linh khí đã có thể làm cho cây cối trong nháy mắt kết xương nếu như tấn thân tử khí sợ là trong nháy mắt có thể đem đối thủ triệt để đóng băng trước khi mặt trời lặn trường sinh chạy trở về trường an hắn không đem linh khí triệt để hao hết để kiểm tra linh khí của mình có thể chống đỡ bao lâu hiện tại tình huống trong thành có thể thay đổi trong nháy mắt hắn cần phải lưu lại đầy đủ linh khí để ứng đối tùy thời khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn trở lại khách sạn lý tông nguyên tiến lên đón nói cho hắn biết Buổi chiều cao đại nhân quý phủ Hạ nhân có đưa tới một hộp điểm tâm Theo đưa điểm tâm nha hoàn nói ra Là trương mặc cảm giác ăn ngon Cố ý cho nàng đưa qua để cho hắn ăn thử Lý Tông Nguyên cũng biết một ít tin tức Theo như lời hắn nói Cao Đại Nhân Một mực cùng Long Hổ Sơn Có quan hệ không ít Cao Đại Nhân mẫu thân 80 đại thọ Có lưu trương mặc tại quý phủ dừng lại Mà trương thiện lại bị mặt khác mấy vị cư sĩ thân nhau thỉnh đi giảng kinh luận đạo nói lời cảm tạ trường sinh trở lại gian phòng mở ra hộp gỗ lấy ra bên trong điểm tâm nhưng trong hộp gỗ trừ điểm tâm cũng không có thư tín trường sinh một mực muốn gặp trương mặc nếu như nhìn thấy trương mặc hắn có thể thỉnh giáo trương mặc Tỉ võ chọn rể chuyện này nên như thế nào ứng đối nhưng trước mắt Trương Mặc cùng Trương Thiện đều bận bịu đến sức đầu mẻ chán Hắn cũng không thể thấy được hai người Chẳng qua, cẩn thận nghĩ đến cũng không đúng Nghe ra là Long Hổ Sơn lớn nhất tín đồ Nghe ra tỷ võ trọn rể Chuyện này Trương Thiện cùng Trương mặt không nên hoàn toàn không biết gì Hai người bọn họ hẳn là tranh thủ cho mình một ít chế điểm mới đúng Làm sao một điểm động tĩnh cũng không có Trường sinh hiện tại Nào có tâm tư ăn điểm tâm Nằm trên giường đệm Nghĩ ngợi lung tung Đối với nghe thần y Trước mặt đã từng biểu lộ qua thái độ Nếu như muốn cùng nghe thần y kết giao Nhất định Phải được phụ thân của nàng đồng ý Nhưng bản thân mình Liền mặt mũi nghe chắc đều chưa được thấy Có chờ mới biết Nghe chắc trong lòng đang suy nghĩ gì Suy nghĩ rất lâu Cuối cùng là thản nhiên trương thiện cùng trương mặc không có thái độ kỳ thực đã cho thấy thái độ của bọn hắn bọn họ tôn trọng ý kiến của hắn không quản hắn làm như thế nào bọn họ đều hiểu giấc ngủ này vẫn là tương đối an tâm ngày kế tiếp trường sinh không xuất môn buổi tối lại ăn tương đối nhiều bởi vì ngày mai bản thân rất có thể sẽ không ăn được điểm tâm đêm đó hắn giữ nguyên quần áo ngủ cửa sổ cũng một mực khép hở Tới canh năm Dưới lầu chuyển đến Tiếng bước chân dồn dập mà lộn xộn Bởi vì lúc này Khách nhân đều chưa có rời giường Dưới lầu tiếng bước chân Trường sinh liền nghe vô cùng rõ ràng Tiểu nhị hỏi thăm Quan gia có gì muốn làm Đối phương đáp lại Hình bộ phá án Tránh ra Bởi vì trước đó đã sớm chuẩn bị tâm lý Trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn Đại lý tự thiếu khanh Ôn công nghi lần trước Đụng phải một cái mũi xám Chịu nghi thần y của trách một trận Lần này không tiếp Cái việc đắc tội người Vì vậy hình bộ người liền đến Trường sinh nguyên bản Muốn mang đi bao phục Sau khi nghĩ xong Lại đem bao phục lưu lại trong phòng Trong bao quần áo không có gì trọng yếu đồ vật Thanh hàn nguyệt đao Hắn đã lưu lại rồi hình bộ trung quy không dám đem binh khí của hắn nốt riêng mắt thấy đám quan sai muốn hướng trên lầu đi tiểu nhị lại lần nữa ngăn trở quan gia trên lầu ở đều là khách quý các ngươi không thể tùy tiện bắt người chúng ta không có bắt người có bản án muốn hướng tam sinh đạo trưởng thỉnh giáo chúng ta tới đây là thỉnh hắn qua uống trà có người nói trường sinh lúc này đã đến được bên cửa sổ dưới lầu mọi người nói chuyện hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở cái gì mà uống trà rõ ràng nói bậy nói bạ quan sai sở dĩ nói như vậy chính là vì mình lưu lại đường lui nếu như sau khi sự việc xảy ra trương thiện đám người nổi nóng hỏi tội bọn họ có thể có chỗ lý do thoái thác quan sai quả thực sẽ không bắt hắn nghiêm hình tra tấn nhưng đem hắn giam lại một ngày liền muốn mệnh trước khi quan sai gõ cửa trường sinh liền nhảy cửa sổ rời khỏi phòng bởi vì trước đó đã nhiều lần quan sát di động lộ tuyến sau khi rời khỏi trực tiếp vượt nóc băng tường quen việc dễ làm liền hướng nghe phủ mặt phía nam chỗ dinh thự dinh thự hậu viện là chỗ hoa viên bởi vì đã vào đông hoa đều không còn mà ít người đến Hắn an vị Ở phía sau phòng Cùng đông xương góc rẽ Từ nơi này có thể thấy rõ ràng Trước cửa nghe phủ tình huống Quảng trường phía trước nghe phủ Lúc này đã xây dựng Một tòa lôi đài rất cao Cách mặt đất chừng 2 trượng Dài rộng khoảng 9 trượng Phía dưới toàn bộ Là do ngây ngắn cây tròn chống đỡ Rậm rạp chẳng chịt Toàn bộ lôi đài Bao quát cả cây tròn chịu trọng lực Đều được quét lên đỏ thẫm sơn đỏ Khi phái mà vui mừng Nghe trác được phong là quốc công Có tư cách kiến tạo muôn lâu To như cổng thành để đối đãi người Lúc này muôn lâu đã trải lên giải lụa màu hồng Ở trước cửa Chính giữa muôn lâu có một chỗ ghế ngồi rất lớn Không thể nghi ngờ Chính là chỗ ghế ngồi cho nghi thần y khi diễn ra tỷ võ trọn rể. Mặc dù canh giờ còn sớm, trước cửa nghề phủ trên quảng trường đã tới gần trăm người. Đại bộ phận là người trong giang hồ, cũng không có thiếu tiểu thương bán trái cây cùng bánh điểm tâm. Trưởng an dân chúng có nhiều kiến thức, biết rõ ở đâu có thể kiếm được tiền. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người từ bốn phương tam hướng chạy tới mới đầu Trường sinh còn có thể đại khái tính toán nhân số Về sau Trước cửa nghe phủ Đã là người chật kín Kể vai sát nách Liền không phải 3.000 Thì 2.000 cũng khẳng định không thiếu Người càng ngày càng nhiều Bắt đầu hướng ngoại vi khuếch tán Chỗ nấp của trường sinh Cũng không an toàn Mắt thấy đám nha hoàn Đã đi lên muôn lâu Nghe phủ hộ viện cũng đã bắt phương vào vị trí trường sinh liền rời khỏi chỗ ẩn thân chen vào đám người hắn không có ở trong đám người dừng lại nhiều hơn mà là trực tiếp xuyên qua đi về phía dưới lôi đài dù sao sớm muộn cũng phải nhảy ra cũng không thể giấu đầu lộ đuôi cử chỉ hắn cũng lười đắn đo thời cơ nhặt tiện nghi dứt khoát liền là cái thứ nhất đứng ra trực tiếp đánh từ đầu đến cuối nghĩ đến đây Trường sinh hô hấp thật sâu Rồi xoay người cách mặt đất Hạ xuống trên lôi đài Trường sinh chương 123 Tỷ võ bắt đầu Lúc này quảng trường trước cổng nghe phủ đã là người ta tấp nập Tất cả mọi người đang trông mong mà đợi Nghĩ phải chờ xem Nghe phủ thiên kim xuất hiện Chìm ngưỡng hoa dung Không ai nghĩ rằng Thiên kim tiểu thư còn chưa xuất hiện Đã có người vượt lên Nhảy lên lôi đài Chủ nhân không hiện thân Quy tắc không công bố Chứng kiến không có mặt Lúc này lên đài thuộc về phá hủy quy củ Giờ khác này Trường sinh chẳng những lĩnh giáo vạn chúng nhìn chăm chú Mà còn cảm thụ được ngàn người chỉ trích Dưới đài một mảnh xôn xao Toàn bộ chửi rủa thanh âm Trường sinh cũng là người gặp qua việc đời Tình huống tương tự Hắn đã tại các tạo sơn trải qua Khi đó hắn đầu tóc dối bù Thân hình tiểu tụy Kiên trì vọt tới tam thanh đại điện Quảng trường Vì chính mình kêu oan Vì sư phụ chính danh đã như thế trải qua những việc tương tự, lúc này cũng sẽ không sợ. hắn lần này mặc chính là đạo bào, tất cả mọi người đều không nhận biết hắn. một bên chửi rủa, một bên quát hỏi lai lịch của hắn. trường sinh vốn định không nói một lời, nghe được chúng nhân ác ngữ truy vấn, trong lòng tức giận, dứt khoát để khí phát thanh. ta chính là long hồ sơn tam sinh đạo nhân tam mi sư tỷ ta đến rồi Nghe được lời của trường sinh Chúng nhân biết được thân phận của hắn Đồng thời cũng biết Hắn cùng nghe thần y có quan hệ Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới bọn họ Tiếp tục chửi rủa mỉa mai Mang hắn không tuân quy củ Không biết trời cao đất rộng Vượt lên trước lôi đài Cười hắn ngựa con không tông Lông còn không đủ dài Liền muốn lấy lão bà Trường sinh lúc này là kẻ câm Ăn thuốc đắng khổ mà không nói được Kỳ thực Chúng nhân cười nhạo hắn Cũng không phải là đều không có đạo lý Nên kỳ của hắn còn quá nhỏ Lớn lên cũng nhỏ Ngay cả trình hắn Cũng không biết tại sao Mình muốn tới tỷ võ chọn rể Nhưng sự tình hốt hoảng Liền đi tới một bước này Buộc hắn không thể không đến Còn là câu nói kia Đến không đúng Không đến lại càng không đúng trên quảng trường huyên náo om sòm người trong phủ tự nhiên muốn đi ra xem nhưng mà làm cho chúng nhân không nghĩ tới người thứ nhất vọt tới muôn lâu dĩ nhiên là một người mặc quần áo trong tóc mai tán loạn mỹ mạo nữ tử nghe thần y mấy năm nay cũng không ở trường an người nhận thức nàng cũng rất ít nhưng nghe thần y ngày thường xinh đẹp không thi phấn trang điểm lại đoan trang trời sinh sau khi xuất hiện Chúng nhân đều bị ngạc nhiên trố mắt Trên quảng trường tức thì yên tĩnh Ngươi tới rồi Nghe thần y vui mừng hướng trường sinh vẫy tay Đợi ta một chút Ta trở về thay y phục Nghe thần y nói xong Xoay người chạy xuống muôn lâu Đến được lúc này Mọi người mới biết rõ Nàng chính là nghe gia thiên kim Thế nàng đối với trường sinh như thế thân cận Trước mắt bao người lại không chút nào kiên kỵ biết rõ nàng đối với trường sinh có ý thích mong muốn trong lòng chúng nhân không tránh khỏi thất lạc chán nản à. nghe thần y chỉ là nghe được thanh âm của trường sinh chạy đến cùng hắn chào hỏi lại không để mắt tới cử động này sẽ cho trường sinh tăng thêm lớn lao áp lực khi tỷ võ chọn rể tiểu thư khuê các lúc quan chiến sẽ phải đội lên khăn che mặt người tham gia luận võ cũng không biết được hình dạng của nữ tử như thế nào nhưng lúc này nàng trực tiếp chạy ra không thay quần áo cũng không trang điểm đây chính là chân thật nhất dung mạo không trang điểm liền xinh đẹp như vậy ai cũng có thể mơ tưởng nguyên bản người không động tâm cũng sinh ra lòng mơ ước còn nữa lần này đến đây tỷ võ chọn rể người trong giang hồ có rất nhiều là ôm tìm vận may tâm tính Chính là không thể ôm được mỹ nhân Thắng vài trận Cũng có thể được đến không ít ngân lượng Những người này Mặc kệ nàng có phải hay không ưa thích trường sinh Nên lên đài Liền sẽ lên đài Nghe thần y cũng không che giấu bản thân vui sướng Sau khi chạy xuống muôn lâu Chúng nhân còn có thể nghe được Tiếng cười vui mừng của nàng Hâm mộ đố kỵ Chính là thế nhân bệnh chung Trường sinh vốn là mục tiêu công kích Thấy nghe thần y tâm hướng về hắn Thanh niên tài tuấn dưới đài Không tránh khỏi Thù ghét sinh hận Người trẻ tuổi Huyết khí phương cương Dưới đài có người không kìm nén được Trực tiếp khinh thân cất cao Thanh long bang Lữ giật phi Lĩnh giáo cao chiều của người Không chờ đối phương hạ xuống lôi đài Trường sinh liền đạp địa phát lực Vội sông mà ra Trực tiếp nhảy ra lôi đài Lăng không nhất chân từ không trung đem võ nhân kia đạp bay Rồi dựa vào phản xung chi lực lật hồi võ đài Có người đi trước thì có người đi sau Thanh Long Bang thiếu niên gặp cản trở rơi xuống Lại có mấy người hô lớn nhảy hướng lôi đài Lôi đài chừng chín trượng vuông Chúng nhân phân biệt từ bất đồng phương vị nhảy hướng lôi đài Làm cho tất cả mọi người cho rằng Trường sinh không cách nào trước khi bọn họ rơi xuống lôi đài liền đem bọn họ ngăn lại trường sinh đã lao ra lôi đài đạp bay một người mượn nhờ phản xung chi lực lướt ngang một trượng nắm lên cánh tay trái của một người xoay người phát lực đem người kia ném hướng bắc trúng vào một người khác mà bản thân thì mượn lực tây di lăng không nhất chân luân phiên đạp dẫm đem người cuối cùng đạp hướng mặt đất tại cách mặt đất ba thước Hắn liền hấp khí trở mình Hai độ phiên thăng Sau đó một tay viện bên cạnh lôi đài Phát lực một chút Rồi trở lại lôi đài Đồng thời với lúc trường sinh trở về lôi đài Người trẻ tuổi bị ném đi Mấy cùng võ nhân xông tới Gấp rơi xuống đất Đối mặt với ác ý cùng chỉ trích hữu hiệu phương pháp xử lý Không phải là giải thích Mà là biểu hiện thực lực Trường sinh lần này xuất thủ trực tiếp làm cho dưới đài chúng nhân, đối với hắn lo mắt mà nhìn. Bọn họ phần lớn là người tập võ, tự nhiên nhìn ra trường sinh thân pháp quỷ dị huyền bí. Chẳng qua, điều làm bọn họ kinh ngạc nhất là trường sinh có thể tại không thể tưởng tượng góc độ, mượn lực ra chiêu. Thế nhân còn có một bệnh chung, đó chính là chung quy cảm giác mình không giống với người thường. Chính là trường sinh đã hiển lộ cao siêu khinh công cùng võ nghệ Thế nhưng vẫn có người không phục Sau đó lại có một người đề khí cất cao Nhảy hướng lôi đài Lần này trường sinh không đi trước chặn lại Mà là mặc kệ ung dung rơi xuống đất Khom người đứng trung bình tấn Kéo ra tư thế Ta chính là Không chờ đối phương báo lên tính danh lai lịch Trường sinh liền ngắt lời hắn Không nói cũng được Ta chính là không nói cũng được Trường sinh lần nữa đánh gãy lời của đối phương Người kia tức giận Trường sinh luôn phiên đánh gãy lời của mình Tức giận nảy sinh ác độc Khí tụ hai tay Bước lướt tiến lên Cuồng đồ xem trưởng Trường sinh không nóng lòng xuất thủ Thẳng đến lúc đối phương vọt tới phụ cận Liền vung tay xuất trưởng Chính diện ra quyền Phát sau mà đến trước Chính giữa mặt của đối phương một quyền này hắn dùng lực đạo Trực tiếp đánh cho người kia Mắt nổi đom đóm Lào đảo lui về sau Trường sinh có lòng lập uy Cũng không phi thân bổ chiêu Mà lưu lại nguyên chỗ Đợi người kia phục hồi lại tinh thần Lần nữa hô lớn xông đến Theo sau Lại là một cái nắm tay phải Đánh trúng vào đối phương khuôn mặt Một quyền này trực tiếp Đánh cho khuôn mặt đối phương bầm tím máu mũi giàn ruộng Thế nhưng người kia Bị hai quyền liên tiếp Khí trùng đấu nghiêu Ổn định thân hình sau đó Gào thét vọt lên Tiếp tục là một nắm tay phải Không có bất kỳ sạc sỡ Trực tiếp đem đối phương đánh ngã xuống đất Không thể đứng dậy Đợi đến lúc này Dưới đài đã không còn thanh âm Om sòm chửi rủa Trường sinh trước đó Ba lần nắm tay phải Đều là thẳng mặt đối phương Càng đơn giản chiêu thức Càng cho thấy công lực Nghĩ muốn trong tình huống đối phương có đề phòng Ba quyền toàn bộ trùng đích Ra chiều tốc độ Nhất định cần phải so với đối thủ Cao hơn nhiều mới được Đến được lúc này Vị võ nhân đụng ngã xuống đất Mới tỉnh ngộ lại Trường sinh tại sao liên tiếp đánh gãy lời hắn nói Không cho hắn báo lên sư thừa lai lịch Đó là bởi vì Trường sinh có tất thắng nắm chắc Không hy vọng hắn nói ra sư thừa lai lịch Làm hạ xuống danh dự của sư môn Người này coi như khắc chế Mặc dù có nhiều xấu hổ Nhưng cũng không khí cấp bại phôi Đứng dậy hướng trường sinh đưa tay ôm quyền Chật vật xuống đài Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên Nghe phủ trong khoảng thời gian ngắn Cũng không kịp khống chế cục diện Người kia xuống đài sau đó Lại tới một vị nam tử trẻ tuổi, quần áo hoa lệ. Người này dáng vẻ đường đường, lưng đeo bảo kiếm. Sau khi lên đài, trước hướng từ phía ôm quyền, tại hạ tôn tiêu, chính là thiết kiếm môn đệ tử. Hướng bốn phía ôm quyền sau đó, cái vị tên là tôn tiêu, rút ra bội kiếm, rút kiếm lên thế, thỉnh. Ta không có binh khí, trường sinh như mày nói ra. Xin lỗi, thiết kiếm môn Am hiểu chính là kiếm pháp, cũng không thể bỏ kiếm không cần. Nam tử trẻ tuổi nói xong, vung kiếm đâm thẳng, xem chiêu. Lần này Trường Sinh không đợi đối phương đánh tới phụ cận mới ra chiêu, mà là thi suốt thân pháp, xoay người đi vòng qua phía sau Nam tử trẻ tuổi, nhấc chân đạp vào bờ mông đối phương, đạp một cái. Nam tử trẻ tuổi trọng tâm bất ổn, lảo đảo đánh ra phía trước không chờ người kia ổn định thân hình, trường sinh nhanh chóng truy đuổi lần nữa nhấc chân đạp vào bờ mông nam tử trẻ tuổi kia lúc này triệt để mất đi trọng tâm mắt thấy hắn sắp đụng ngã xuống đất, trường sinh lại lần nữa đuổi theo nhấc chân đạp vào phía sau đầu gối khiến cho người kia thân hình ngửa ra sau không đến mức té ngã mà lại bổ sung thêm hai cước trực tiếp đem đối phương đạp xuống lôi đài bởi vì nam tử trẻ tuổi Trong tay trường kiếm một mực không rời tay Lo lắng người phía dưới ngộ thương Liền không có người tiến lên tiếp nhận Nam tử trẻ tuổi trực tiếp đụng ngã xuống đất Dính đầy bụi đất Chật vật không chịu nổi Xin lỗi Ta am hiểu là liên tục cấp công Vừa ra tay liền không ngừng được Trường sinh lạnh giọng nói ra Dưới đài không thiếu người sáng suốt Nghe trường sinh nói như vậy lên biết rõ Trường Sinh sở dĩ đạp bờ mông đối phương Cố ý để cho hắn xấu mặt khó xử Chính là bởi vì nam tử trẻ tuổi này không giả quy cụ Dùng trường kiếm đối với hắn tay không Đây là Trường Sinh đối với hắn trừng phạt Đến được lúc này Dưới đài mọi người đều biết rõ Trường Sinh là một cao thủ chân chính Đối với hắn có nhiều kiên kỵ Nhưng tục ngữ nói Cánh rừng lớn, chim chóc gì cũng đều có Trung quy cũng có người tự cho rằng mình rất cao, tâm tồn không cam lòng. Khi thiết kiếm môn nam tử ngã xuống đất, lại có một người nhảy lên lôi đài. Người này tùy thân cũng mang trường kiếm, sau khi lên đài cũng hướng từ phía chắp tay. Chư vị anh hùng, tại hạ tử điện môn triển hùng phi. Người đời đặt ngoại hiệu là nhất kiếm truy hồn. Ngay tại lúc người này tự giới thiệu Một đám gia đình Dơ lên bàn ghế các loại vật dụng Từ trong nghe phủ tường viện chạy qua Trong đó Có một cái trung niên nam tử hơn 40 tuổi Trong tay mang theo một cái mặt chiêng đồng Liên tục gõ Không cần động thủ Không cần động thủ Tại hạ là nghe đại phúc Chính là nghe phủ quản sự Thụ chủ nhà khiển phái Giám sát tỉ võ mọi việc Chư vị đợi trong một lát Chủ nhà mời tới người chứng kiến Lập tức đến Nghe được tiếng chiêng Cùng người này hô hoán Dưới đài chúng nhân Nhao nhao đưa tầm mắt Nhìn hướng nghe phủ cao to tường viện Nghe đại phúc gõ chiêng sau đó Lại tiếp tục nói Lần này chúng ta mời tới Người chứng kiến tổng cộng có 3 vị Đều là người có danh vọng Vị thứ nhất Chính là Kim Đao Môn Môn chủ Thẩm Nghĩa Tuyên Thẩm Đại Hiệp vị thứ hai chính là bát quái quan, quan chủ, âu quan thanh, âu chân nhân. vị thứ ba chính là đương triều, đại lý tự khanh, dương thúc, dương đại nhân. nghe đại phúc giới thiệu người chứng kiến, đám gia đình kia cũng nhanh chóng trải lên hồng thảm, bày biện chỗ ngồi. sau đó ba người phụ trách chứng kiến vội vàng đăng tràng. lúc này còn chưa tới giờ mão, ba người đăng tràng, thuyết minh nghe ra chuẩn bị trước giờ bắt đầu cửa động này cũng là hoàn toàn bất hắc dĩ bên ngoài đã đánh không sớm bắt đầu cục diện liền không tốt khống chế đợi đến lúc ba người đăng tràng nghe đại phúc bắt đầu nhanh chóng tuyên đọc tỷ võ chọn rể quy củ cùng triều đình tỷ võ đồng dạng không được dùng am khí không được hạ độc nhưng mà quyền cước không có mắt phàm là tham gia luận võ chọn rể sinh tử do trời không thể oán trách chủ nhà. Nói xong quy củ lại nói ban thưởng. Cùng hôm qua đầu to nói là đồng dạng. Thắng một trận được bạc trăm lượng, thắng liên tiếp cấp bội, phía trên không có giới hạn. Nghe đại phúc giảng thuyết quy củ, bọn gia đình từ môn lâu phía tây bày ra bàn ghế. Mấy tấm bàn ghế này là cho chắp bút tiên sinh phụ trách ghi chép chuẩn bị chính sự nói xong Nghe Đại Phúc cũng không nóng lòng rời khỏi Mà là nói thêm chút ít Đồng thời liên tiếp quay đầu Nhìn về phía nội viện Không thể nghi ngờ là đợi Nghe Thần Y đến đây Chốc lát sau Nghe Thần Y thân xuyên đỏ thẫm lễ phục Trên đầu có đội lấy khăn che mặt Dưới sự dìu đỡ của hai nha hoàn Đi tới muôn lâu Chính vị ngồi xuống Lúc này thời điểm đội khăn đã vô dụng nghe thần y trước đó đã chạy ra lộ mặt nàng hình dạng thế nào trong chàng chúng nhân đã sớm biết nghe thần y xuất hiện về sau nghe đại phúc đi tới ba gã người chứng kiến tay cầm chiêng đồng nghiêm túc đứng trang nghiêm ba vị khách quý giờ lành đã đến tỷ võ chọn rể có thể hay không bắt đầu kim đao môn chủ thẩm nghĩa tuyên năm nay đã hơn 60 mươi Dâu tóc bạc trắng Nghe được lời của Nghe Đại Phúc Liền trước tiên gật đầu Bát quái quan chủ Âu Quan Thanh năm nay hơn 70 Là một lão đạo nhân Cũng tùy theo gật đầu Cuối cùng gật đầu chính là Đại lý tự khanh Dương Thúc Nghe ra thỉnh hắn làm người chứng kiến Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân Là lo lắng lần này tỷ võ Sẽ phát sinh nhân mạng Mà đại lý tự phụ trách hình ngục có đại lý tự khanh tại chỗ Mặc dù có ai thất thủ đánh chết người Cũng sẽ không chịu nhân mạng kiện cáo Lần trước đại lý tự thiếu khanh Ôn công nghi kiểm tra trường sinh Đã từng chọc cho nghe thần y không vui Lần này đại lý tự khanh tự thân xuất mã Vì nghe ra tỷ võ trọn rể làm chứng kiến Rất có thể mang ý bồi tội Mắt thấy ba người gật đầu Nghe đại phúc có chiêng sướng tụng tỷ võ chọn rể Chính thức bắt đầu Hai người lên đài Báo lên sư thừa tính danh Tại hạ tử điện môn Triển hùng phi Người đời ngoại hiệu là nhất kiếm truy hồn Triển hùng phi lớn tiếng nói ra Long Hồ sơn Tam sinh tử Trường sinh thuận miệng nói Tỷ võ chọn rể Chỉ phân thắng bại Không quyết sinh tử Kính xin điểm đến là rừng Nghe đại phúc trung khí 10 phần bởi vì nghe Đại Phúc công bố quy tắc bên trong Cũng không nói rõ ràng không được sử dụng binh khí Vị Triển Hùng Phi liền rút kiếm lên thế Hướng Trường Sinh lạnh giọng nói ra Tại hạ am hiểu sử dụng kiếm Xin lỗi Nghe được lời của Triển Hùng Phi Trường Sinh biết rõ người này Đối với việc hắn trước đó trừng trị Nam tử sử dụng kiếm Có nhiều bất mãn Có lòng lấy đạo người trả người vì nam tử sử dụng kiếm kia báo thủ khiến cho hắn mất mặt. Không chỉ trường sinh nhận ra ý đồ của Triển Hùng Phi, dưới đài chúng nhân cũng nghe được người này ý tại ngôn ngoại. Nhao nhao hò hét khen ngợi. Mọi người từ thiên nam địa bắc cùng với vị này Triển Hùng Phi không có giao tình. Đồng thời cùng với nam tử sử dụng kiếm trước đó cũng không quen biết. Sở dĩ hỗ trợ người này chỉ bởi vì trường sinh tình thế thái thịnh Chọc người đố kỵ Nghe được chúng nhân khen ngợi Triển hùng phi Sĩ khí đại trấn Dung cổ tay Múa ra một đóa kiếm hoa Một chữ nhìn vai Nghiêng người xuất kiếm Người này trong lời nói Có nhiều trào phúng mạo phạm Trường sinh ra tay cũng không lưu tình Vốn định cận thân Dùng cánh tay phải đón đỡ Bẻ ngoặt khỉu tay phải Dùng bàn tay trái Công vào cổ tay phải làm cho trường kiếm trong tay tự cắm vào vai trái. Nhưng cận thân sau đó lại thay đổi chủ ý. Lúc này, hắn đã thành mục tiêu công kích. Kế tiếp sẽ có đại lượng cao thủ lên đài khiêu chiến. Chính là hắn linh khí, cực chịu nổi tiêu hao cũng không nhất định chịu được mọi người thay nhau khiêu chiến. Điểm chết người nhất chính là còn có người dự định từ âm thầm ngấp nghé. Việc này đã có quan hệ với triều đình đến lúc đó nhất định sẽ có đại lượng cao thủ vì người kia mở đường cần phải giữ lại thực lực ứng đối đám người kia. Nghĩ đến đây, trường sinh lập tức nửa đường biến chiêu linh khí hạ thành gió tại chân phải nghiêng người né tránh triển hùng phi bình thân thẳng đâm sau đó quay người ra chân đạp vào bên trái bắp chân của triển hùng phi một cước này của hắn thế lớn lực trầm kèm theo một tiếng thanh thúy vang dội gãy xương thanh âm. Triển Hùng Phi kêu thảm thiết ngã xuống đất. Trường sinh cử động này trực tiếp làm cho chúng nhân dưới đài hư thanh một mảnh, nhao nhao chỉ trích bồi nhọ, mắng hắn ra tay quá ác. Trường sinh mặt không biểu tình, cũng không để ý. Hắn đến làm cho người lên đài có chỗ kiêng kỵ. Những người này có rất lớn một phần là muốn tham gia ngày mai triều đình tỷ võ. Nếu như hôm nay bị thương quá nặng ngày mai sẽ không cách nào tham gia triều đình tỷ võ nghĩ muốn ngăn lại chủ nhân chen trúc lên đài chỉ có thể thống hạ ngoan thủ khiến tất cả người kích động biết rõ liên đài khiêu chiến mình cần phải chịu phong hiểm bị đánh gãy chân